Ok, cảm ơn các mọi người đã xem các bạn, tất cả nhà mình. Thì hồi nãy là Phong hát nhép đây. Wow, hello, xin chào các bạn đã đến với video cover của mình. Mình là thầy Phong Hai Nốt, mình chuyên về dạy thanh nhạc. Và hôm nay là mình sẽ cover ca khúc Em Không Sai, Chúng Ta Sai theo phong cách của thầy Phong Hai Nốt. Vui vẻ. Ok, mời mọi người cùng nhau nghe. Ca khúc này mình làm beat luôn. Ai muốn karaoke beat này thì ca nha, nhưng mà beat này không hay đâu. Ok, nhập tâm mà diễn nè, vô nè. Không thể tin vào giây phút ấy, không ngờ đến ngày ta chia tay. Xin lỗi anh không giữ lời hứa, không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy. Nhưng dù sao điều anh muốn biết, khoảng cách nào mà ta tạo ra dẫu chấm hết. Phải nhân đau một lần mới thấu, nếu đã là của nhau không giữ chặt tay sẽ vuốt mất về sau. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không sống, nỡ làm người yêu không, thế thì còn xứng đáng yêu không. Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ. Người nào tổn thương đến trái tim em yêu em đặt từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo đến thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài. Điều sau cuối anh làm, nụ cười em đem hết đi, cứ gọi nỗi buồn lại để anh mang. Bao lần ta bỏ qua cho nhau, nhưng nỗi lòng cả hai tạo ra nhiều vết xưa. Hình như sau mỗi lần cãi vã, dần dần nhận ra ta không còn thân nhau yêu nhau như lúc ngày xưa. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong, nỡ làm người yêu không, thế thì còn xứng đáng yêu không. Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ. Người nào tổn thương đến trái tim xem các bạn,
tất cả nhà mình. Thì hồi nãy là Phong hát nhép đây. À, tại vì đây là một ca khúc mới lắm, Phong chưa có thuộc lời kịp, nhưng mà cover như vậy vui, giải trí thôi. Chứ để cho mọi người thấy được là bài hát này rất là dễ hát, và Phong cover bài hát này để thỏa mãn cái niềm vui của mình thôi. Có một cái và một bài hát giải trí mọi người có thể nghe theo một cái phong cách mới, style mới của thầy Phong High Note. À, vui vẻ giải trí. À, cảm ơn mọi người đã xem video cover của mình. Bye bye, hẹn gặp lại với những video tiếp theo nhé. Thank you. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.